Xin chào cả nhà, thì hôm nay tiếp tục Nhi xin hướng dẫn và chia sẻ cả nhà mình cách ráp chiếc đầm phía sau của Nhi đi ha cả nhà. Chiếc đầm này là đầm hai tầng nha, và cái vai thì Nhi có may bèo nha cả nhà. Đó, cái áo đầm rất là dễ thương ha cả nhà. Thôi giờ Nhi mời cả nhà theo hướng theo Nhi cách Nhi ráp như thế nào. Đây là cả nhà ơi, thì các chi tiết bán thành phẩm của chiếc đầm này ha. Thì bây giờ thì Nhi sẽ hướng dẫn cả nhà mình cách gáp các chi tiết này lại nha cả nhà. Đó, cái áo đầm này rất dễ thương cả nhà ơi. Thôi bây giờ Nhi sẽ hướng dẫn cả nhà mình cách gáp nha. Bây giờ thì Nhi sẽ hướng dẫn cả nhà mình dắt sổ cái lai nha cả nhà. Đây là cái lai dưới ha, lai dưới dễ xéo nè cả nhà. Thì đầu tiên thì Nhi sẽ hướng dẫn cả nhà mình dắt cái lai trước nha. Cái lai là dễ xéo thì mình phải kéo thẳng giãn ra xíu nha cả nhà, tại nhĩ sổ 4 chỉ Nhi làm cuốn biên luôn ha. Đó, cho nên là mình phải kéo giãn ra đi cả nhà. Đây nha, đây mình đi dắt trước nha. Mình sẽ dắt cái sườn trước nha cả nhà. Mình xách cái sườn trước rồi mới tới cái lai nha. Đó, thì cái giải này nó rất là mỏng. Cho nên là Nhi hôm nay mình như chẳng máy á, em có độ giải cả nhà. Như là dắt 4 chỉ nha. Đó, đây là cái này là 4 chỉ nè. Đó. Bây giờ tới cái dòng vài dễ xéo là quan trọng rồi cả nhà. Đó thì mình để im ha. Rồi khi mà để cái máy vô im rồi thì mình để im vậy ha, thì mình cái tay trái nè, cái tay phía trước của cái chân vịt nè, mình sẽ dịnh ha cho nó giãn ra nha. Đó. Giãn ra gì nè cả nhà. Đó. Mình cho nó giãn. Cho nó rảnh ha, thay vì Nhi cuốn biên, mà Nhi không cuốn biên thì Nhi dắt sổ về luôn ha cả nhà. Nhi buông ra luôn ha, Nhi không có cuốn biên hay Nhi không có dằn ly luôn. Như vậy thì Nhi thả tự nhiên ha, cho nó sẽ rảnh ra giống như mình cuốn biên nha cả nhà. Bây giờ thì kế tiếp Nhi sẽ hướng dẫn cả nhà mình may cái vòng bèo này nha cả nhà ha. Thì đầu tiên thì Nhi sẽ may cái phía ngoài trước nha cả nhà. Phía ngoài trước nha. Đó, mình sẽ để ha cái cạnh của cái vòng cong này và cái dạng cạnh của vòng bầu này bằng nhau ha. Rồi sau đó thì mình sẽ may đều cho Nhi một phân nha. Đây ha, thì mình sẽ để cho ha cái vòng cong trong đây ha, và cái vòng bầu của cái bèo này ha, để bằng nhau vậy nha cả nhà. Rồi sau đó thì mình sẽ may đều ha. Cái này là dễ xéo nha cả nhà, mình phải dịnh cho im nha, để không thôi nó bị gớm nhỏ nha cả nhà. Đó, rồi sau đó mình sẽ cứ vậy thì mình may tới vậy ha. Đó, thì mình sẽ may đều vậy nha cả nhà. Đó, may đều to bản vậy nè. Đó, thì mình may cái sợi dây vô nha cả nhà. Đây ha, mình sẽ may cái sợi dây điểm này vô ha, đặng cho làm cái nơ nó rảnh, nó giãn lên, nó đẹp nha cả nhà. Sau khi mình đã may cái vòng cong này xong rồi ha cả nhà, thì đây là cái sợi dây ha. Sợi dây này là sợi dây nó mình bẻ chiều nào, bẻ nó cong như thế nào nó cũng cong hết nha. Cho nên là cái dây này là dây đỡ ha cả nhà. Thì mình sẽ đặt bằng cái đường may nha. Đây, cái cạnh của cái dây này mình sẽ đặt bằng cái đường may nha cả nhà. Rồi sau đó thì mình sẽ may đều lên, mình may lên cái cọng dây này nha. Đó, đó ha. Đó. Rồi sau mình sẽ để bằng cái đường may nha cả nhà. Bằng cái đường may nha. Đó, mình may theo vậy ha. Đó. Đặng mình may rồi xong rồi mình lộn ra cả nhà. Đó, cái nơ nó có cái bèo nó dảnh lên hay nó đẹp lắm cả nhà. Nha, nó đứng cái bèo lên đó cả nhà. Đây cả nhà, sau khi Nhi may cái vòng của cái sợi dây này vô thì nó có cái vòng tròn vậy nè cả nhà. Đó, cái vòng tròn vậy đó. Thì bây giờ thì Nhi sẽ lộn cái này ra ha. Nhi sẽ lộn ra ngay cả nhà. Đó, lộn ra thì nó sẽ nằm như nó cong lên nha cả nhà. Bây giờ thì Nhi sẽ hướng dẫn cả nhà mình gáp cái miếng chèn này lại nha cả nhà. Thì đây là cái thân trước ha. Thì bên kia là thân sau. Thì đây là của trái tim nè cả nhà. Thì đây là cái thân sau ha. Thì cái thân sau thì mình sẽ nói cái điểm đầu này, cái đầu này, hay hai cái này mình sẽ nói đều một phần ha. Thì tổng thể mình nói hết 4 miếng vậy luôn nha cả nhà. Đó, thì bây giờ Nhi sẽ hướng dẫn cả nhà mình cách ráp nha. Đây cả nhà, thì sau khi Nhi đã ráp một phần đều hết về nè cả nhà, thì kế tiếp nữa thì bây giờ Nhi lấy cái bèo Nhi mới vừa may xong cả nhà. Thì Nhi sẽ, đây có Nhi có làm dấu phấn này ha. Thì từ cái đầu dấu phấn này ha cả nhà, thì đi xuống tới cái dấu phấn này ha, thì cái bèo Nhi sẽ xếp ly nha.
cái đo thông số này từ đây xuống đây cho cả nhà mình xem, và Nhi sẽ hướng dẫn cả nhà mình xếp ly cái bèo nha cả nhà. Thì mình gắp cái này đều một phân vậy nha cả nhà, gắp cái vai đều một phân vậy ha. Đây là cái này đây cả nhà, thì từ cái đầu phấn này ha, đó từ đầu phấn này đi xuống tới cái đầu phấn dưới đây ha, là cái này là tổng 24 xăng nha cả nhà. Thì Nhi sẽ hướng dẫn cả nhà mình xếp cái bèo đúng 24 xăng nha. Đây cả nhà, thì sau khi Nhi đã ship con này cả nhà, thì Nhi ship con này là 3 phân nha. Đây ha cả nhà, đây ha, cái to bản của nó là từ cái mí này qua tới đây ha là 3 phân nha cả nhà. Thì tổng thể là 3 con ha. Thì khi ship con xong rồi thì Nhi sẽ đo tổng lại là nó sẽ là còn 24 xăng nha cả nhà. Đó, đây là xong một cái phần nơ nha cả nhà. Thì khi gấp vô dai thì cái nơ này nó sẽ dảnh ha. Cái nơ này sẽ dảnh đẹp lắm nha cả nhà. Đó, nó sẽ dảnh vậy nha cả nhà. Đó, nó dảnh vậy đó cả nhà. Dạng nó giận vậy đó. Thì bây giờ Nhi sẽ hướng dẫn cả nhà mình gáp vô trong áo ha. Đây, bây giờ thì tới cái chèn của thân trước nha cả nhà. Thì Nhi sẽ gáp cái bên này trước, Nhi mới gáp cái nơ vô nha cả nhà, mới gáp cái bèo vô ha. Thì ở đây thì công đoạn này thì Nhi không có quay lúc may nha cả nhà, này thì quá dễ rồi, tại vì clip nào Nhi cũng có hướng dẫn may chiếc bên hết. Thì cái đây là cái bên ngực nha, còn ở đây là cái bên áo nha cả nhà, còn ở đây là cái bên của cái nách ha. Thì trong ba cái bên này thì Nhi đã may rồi, thì trên bự thì dưới vô nhỏ nhỏ ha cả nhà. Thì đây là Nhi đã ủi sơ ha cả nhà, rất là thẳng luôn. Thì cái công đoạn này thì Nhi không có quay may, nhưng mà Nhi sẽ quay triển khai cho cả nhà mình ha. Đó, đây ha. Thì đây là từ đây đây một phân ha, thì may giòn nhỏ lên ha cả nhà. Đó, ở bên đây cũng vậy ha, đây là cái bên ngực nè. Đó, cái bên ngực thì từ đây đây một phân rưỡi ha, thì may giòn nhỏ lên ha cả nhà. Còn đây là cái bên nách ha. Thì bên nách thì 5 ly ha, may giòn nhỏ lên ha cả nhà ơi. Đó là sau khi Nhi đã may xong rồi. Khi mình may xong như vậy thì mình mặc vô người thì ngay trang khúc này là cái vòng một của mình ha, nó sẽ ôm vô cái vòng một của mình, nó rất là đẹp nha cả nhà. Thì bây giờ Nhi sẽ hướng dẫn cả nhà mình gắn cái bèo vô ha. Đây cả nhà ơi, thì sau khi Nhi đã gáp vô rồi, bây giờ thì Nhi đã ủi xương đây cả nhà. Thì trong quá trình gáp thì nó cũng không có gì khó, thì giờ Nhi ủi xong rồi Nhi sẽ hướng dẫn lại cho cả nhà mình tham khảo ha. Thì cái bên này thì Nhi đã triển khai rồi ha cả nhà. Còn cái đề cúp này ha, thì mình chỉ gáp đều một phân thôi, không gì khó hết cả nhà ơi. Đó, thì đây là cái ben cũng vậy luôn ha. Thì cái ben thì đây của mình gáp xuống từ trên đây hay xuống đây một phân, gáp vô anh xuống ha. Đó, rồi đây là cái bèo nha cả nhà. Đây là cái bèo ha, nó có tận vậy nè cả nhà. Đó, cái bèo ha. Khi mình mặc vô thì nó cái bèo nó rất là đẹp nha. Còn đây là phía sau nè cả nhà. Thì cái phía sau cũng giống như cái thằng trước thôi. Thằng trước thì mình cũng gáp một phân vậy, thì ở sau mình cũng gáp đều một phân cái đề cúp này cả nhà. Ha, đây là cúp đó cả nhà ơi. Thì đây ha, thì mình sẽ gáp đều một phân ha cả nhà. Đây phía trong nè, gáp đều một phân ha. Đó. Thì khi mình gáp xong rồi thì mình sẽ ủi ha, ủi cái đường may sẽ lặt lên trên cái cổ nha cả nhà. Cái đường may sẽ lặt lên cổ ha. Đó là sau khi Nhi đã gáp xong rồi ủi xương rồi ha cả nhà. Đó cái bèo cả nhà, mình thấy cái bèo không? Rất là đẹp nha. Thôi bây giờ Nhi sẽ hướng dẫn cả nhà mình gáp vai lộn cái lót vô nha cả nhà. Tại vì cái này mới có một lớp mà vải rất là mỏng, cho nên là Nhi may cái áo này là Nhi may tới hai lớp nha cả nhà, rất là mỏng ha. Nhi may hai lớp nha. Thì giờ Nhi sẽ hướng dẫn cả nhà mình cách gáp nha. Còn kế tiếp nữa đây là thân sau nha cả nhà. Thì thân sau thì Nhi may dưới đây là một phân ha, và trên đây may giòn lên nhọn ha cả nhà. Thì đây là cái miếng lót nha. Đây là miếng lót của thân sau nha cả nhà. Còn bên đây là miếng chính phía bên không có may ben ha. Và cái miếng này là miếng trơn nha cả nhà. Thì đây là hai cái thân lót của thân sau, và ở đây là miếng chính của miếng trơn nha, phía bên tay trái của Nhi nha. Đó là sau khi Nhi đã ủi xương ha, và Nhi đã chiếc ben này ha cả nhà. Đây Nhi sẽ quay cả nhà mình tham khảo về cái ben ha. Ở dưới đây từ đây vô đây một phân ha cả nhà, thì mình may giòn nhọn dài lên ha. Thì công đoạn này Nhi hạn chế không quay may ha. Thì may thì mà quay hoài cũng vậy ha, thì Nhi sẽ quay như vậy và Nhi triển khai cả nhà dễ hiểu ha. Đó, đây là có tổng thể là 3 miếng ha cả nhà. Rất là đẹp ha. Sau khi ủi rồi thì cái đường ben rất là bén, rất là nhọn ha cả nhà, rất là đẹp ha, không nhăn không đụng ha cả nhà ơi. Đó, bây giờ thì Nhi sẽ hướng dẫn cả nhà mình cách gáp vô nha. Đây là cái miếng lót của thân trước nha cả nhà, thì Nhi cũng may chiếc ben rồi luôn ha. Thì chiếc ben rồi cũng giống như cái ben chính của thân sau ha cả nhà, từ đây qua đây một phân ha. May dọn giòn lên ha cả nhà. Còn này là cái ben ngực cũng giống vậy luôn. Còn này là cái ben nách ha, thì ben nách cũng giống như vậy luôn ha cả nhà, may giòn nhọn nhỏ ha. Còn bên đây cũng vậy luôn ha. Thì đó là sau khi Nhi đã may và Nhi đã ủi xương rồi nha cả nhà. Đây là thân lót của phía trước nha cả nhà, phía trên ha. Bây giờ thì Nhi sẽ hướng dẫn cả nhà mình gắp cái dây lót nha cả nhà. Thì mình sẽ nhập cái dây lót dưới và cái áo lót trên ha. Mình sẽ bằng nhau vậy ha cả nhà. Thì sau đó mình sẽ gắp đều một phân cho Nhi nha.
là mũi nha cả nhà. Cái tiếng máy may gì nó cọc cạch cả nhà thông cảm giùm ha. Tại vì may máy tự động á nó hơi ồn nha cả nhà. Rồi sau đó thì mình sẽ đắp đều một phân vậy ha, mình sẽ vịn ha. Cái đầu vai dưới và đầu vai trên bằng nhau vậy ha cả nhà. Thì sau đó thì mình sẽ đắp đều một phân ha. Cứ thế vậy thì mình sẽ đắp tới thì hai bên luôn nha. Bên vai bên đây cũng giống như vậy luôn nha cả nhà. Đó, thì mình sẽ đặt lên vậy ha. Đó, bề phải úp lại nha cả nhà. Bề phải mình úp lại ha. Sau đó thì mình sẽ may đều một phân ha. Thì mình để cho cạnh nách vai trên và vai dưới và nách bằng nhau vậy, thì cứ thế vậy thì mình sẽ đắp đều một phân ha. Đó, cả nhà đây ha. Thì sau khi gắp rồi thì nó sẽ liền vậy ha. Bây giờ Nhi sẽ hướng cả nhà mình dắt cái may cái cổ áo này nha. Bây giờ thì mình sẽ hướng dẫn cả nhà mình gắp cái cổ áo nha cả nhà. Ở đây là cái cổ phía sau ha. Đây ha, phía sau mình có gắp tầng tầng này hết cả nhà. Rồi xong rồi cái bề phải của cái lót ha, của ống cổ sau luôn nha cả nhà. Thì hai cái thân này ha mình sẽ nhập bằng lại ha. Và hai cái đường nẹp bằng nhau nha cả nhà đó. Vậy ha. Thì như vậy thì cả nhà mình sẽ gắp đều một phân cho Nhi nha. Đó. Thì do giải hơi liệu biểu cả nhà phải cẩn thận nha cả nhà. Gắp cái thân nó bị gãy và nó bị không đều ha. Rồi sau đó thì mình để cái đây ha, cái bèo này ha để im xuôi theo cái sóng cái cổ vậy ha cả nhà. Thì mình sẽ để đây ha, mình hai cái lớp này bằng nhau ha. Đó, mình để bằng nhau vậy. Thì cứ vậy thì mình sẽ gắp đều ha. Đó. Mình sẽ gắp đều một phân nha cả nhà. Không tới một phân ha. Cả nhà gắp 9 phân 8 ly được rồi, 9 ly 8 ly được rồi ha. Rồi giờ kế tiếp thì sau khi mình may cái cổ đó xong rồi thì mình lật ra bên đây ha. Ở bên đây là cái lót nha cả nhà. Bên tay trái thì cái lót ha, mình gặt cho mình vòng một ly nha cả nhà. Vòng vòng qua hết luôn ha, từ cổ trước mà ra tới cổ sau luôn nha. Đó, mình gãy vào một ly đều vậy nha cả nhà ơi. Đây ha. Thì mình sẽ dằn một ly đều vậy nha cả nhà. Đó, một ly nhỏ đều vậy ha. Thì cứ thế như vậy thì Nhi sẽ dằn cho hết luôn nguyên cái vòng cổ này luôn nha cả nhà. Do giả này nó mỏng lắm á cho nên Nhi không có dám vịn gị mạnh ha cả nhà, để tự nhiên ha. Cái dây vịt máy may nó lùa tới đâu thì cái tay Nhi đi theo tới đó nha cả nhà. Đó. Như vậy thì Nhi sẽ gắp cho hết luôn nguyên cái cổ trước cổ sau ha. Thì ngay căng cái tim á cả nhà, đây ngay cái tim ha, thì mình phải bấm xéo một miếng nha cả nhà. Bấm xéo một miếng nặng cho cái cổ nó im nha, nó không có không giật nha. Đó. Bây giờ tới phần may viền nách nha cả nhà. Thì đây là cái dãy viền ha, như các bốn phân nha, và như cái giấc sổ rồi đây cả nhà. Thì đây là cái nách ha, sau khi như may cái cổ xong và như đã ủi xương rồi, cái cổ rất là đẹp nha cả nhà, có trái tim nè. Thì ở đây là cái dòng nách ha, thì Nhi cũng đã lược rồi ha cả nhà, cái lớp lót và cái lớp chính ha bằng nhau ha. Bây giờ thì Nhi sẽ hướng dẫn cả nhà mình may cái viền vô nha cả nhà. Đây ha, thì giờ mình mới may cái viền nha. Cái viền này thì Nhi đặt vô bằng với cái nách ha. Rồi sau đó thì Nhi sẽ may đều 8 ly ha cả nhà. Mũi ha. Đó. Rồi mình để im ha, cái dòng nách để im vậy ha, và cái dãy viền nó im vậy ngay cả nhà. Thì cứ thế vậy thì cả nhà mình sẽ may đều cho Nhi 8 ly ha, để im ha. Không kéo không gì nha cả nhà, tại vì cái dãy viền này dễ xéo quá. Cho nên mình gị mình kéo thì nó giãn nha, một hồi dây viền nó không đều ha. Đây ha, cái thao tác cái tay của Nhi vịn ha, cái tay phải vịn cái thân nè, cái tay trái vịn cái viền này, mình để im về mình may thôi nha cả nhà. Đó, mình để im như mình may vòng qua luôn ha. Thì cứ vậy thì Nhi sẽ may cho hết hai cái nách luôn nha cả nhà. Đó, mình để im vậy ha. Đó. Rồi sau đó mình để cái tay bước tới khi chân dịch đi tới đâu thì mình sẽ cho vải và cái miếng nẹp và cái thân ha bằng nhau vậy ha, mình đi tới nha. Khi mình đã may xong rồi ha cả nhà, bây giờ thì Nhi sẽ hướng dẫn cả nhà mình may ốp vô ha. Đó, mình sẽ ốp vô vậy, phía trong nó sẽ dư cái sổ vậy ha cả nhà. Ở ngoài nó sẽ đo bản đều vậy ha. Thì ở ngoài to bản đều 8 ly vậy ha cả nhà. Đó, mình để im vậy ha. Đó. Và sau đó thì mình sẽ may lọt khe ha. Lùm mũi nha cả nhà. Đó. Rồi xong rồi mình để im cái dòng nách ha, dòng nách để cong vậy luôn nha cả nhà. Đó, mình sẽ bẻ cái miếng viền này nằm phía dưới ha, tòa bản đều nhau chưa, ở trên ha, tòa bản đều nhau ha cả nhà. Đó, như vậy thì vậy đó ha, mình sẽ may tới ha. Đó, mình để thẳng im cái nẹp về. Rồi cái tay mình sẽ lò miếng giấy dưới ha, nằm im vô ha, ôm sát cái dòng tòa bản của cái nẹp ha. Cái nẹp và nách ha cả nhà. Đó, rồi tay trái mình đứng lên ha. Thì như vậy thì mình may hoài cho hết cái nách luôn nha cả nhà. Đó. Đây ha, mình vịn im vậy ha, mình vịn im cái dòng nách ha, và cái miếng giải này nè, miếng giải này nè ha, không gị nha, miếng giải này im ha, phủ xuống luôn ha. Đó, mình đặt im phẳng vậy, rồi mình để to bản ở ngoài ha, đều nhau 8 ly ha. Rồi cứ vậy thì mình sẽ may đều hết lọt khe nha cả nhà. Đây ha, thì sau khi Nhi đã may xong đây cả nhà nhìn nè, nách đẹp ghê không cả nhà, rất là đều ha. Và phía trong đây cái góc sổ cũng rất là đều luôn nha cả nhà, vậy thì mình sẽ may cho hết hai cái nách luôn nha. Đây cả nhà ơi, thì sau khi Nhi đã gắp cái nách vô rồi ha, bây giờ thì Nhi sẽ quay sơ cả nhà mình tham khảo để Nhi gắp sườn vô và gắp cái lai dưới nha cả nhà. Ở đây là cái nách nè cả nhà, sau khi Nhi may viền nè,
rất là đẹp luôn ha cả nhà, rất là thẳng ha. Bây giờ thì Nhi sẽ hướng dẫn cả nhà mình gác cái sườn này ha. Đó, thì Nhi sẽ quay sơ cả nhà mình xem tham khảo về cái bèo nè cả nhà. Đó, cái bèo ở đây ha, mình có mai cái cọng đỡ ha, thì khi mình mặc vô người thì đây nó sẽ đứng lên vậy đó cả nhà, đẹp lắm cả nhà ơi. Nó sẽ ôm vô cái vai của mình ha, và nó giống như cái bông hồng á cả nhà, rất là đẹp luôn á. Đây Nhi sẽ quay cả nhà mình xem nè, đây là cái nách nè. Đó, thì cái nách vòng qua đây ha. Thì đây là cái vai nè cả nhà. Đó, đây là cái vai nè, thấy không? Đó, cái nách nè. Đây, đây hai hai vòng qua đây là cái nách nè cả nhà. Đó. Ở đây là cái bèo nè. Ở đây là cái hoa hồng nè cả nhà. Rất là đẹp luôn á cả nhà ơi. Khi mình mặc vô người thì đây nó sẽ đỡ ra vậy nè cả nhà, nó xoắn như vậy nè cả nhà. Nó xoắn giống như cái bông hồng cả nhà. Đây là phía sau nè. Đó, đây là phía sau nè. Đó, nó đứng vậy đó cả nhà. Khi buông ra thì nó sẽ đứng vậy cả nhà. Mình mặc cho người thì đứng lên như vậy luôn nha. Nó không rũ xuống nha cả nhà. Sẽ đứng lên luôn vậy luôn. Còn ở chỗ này là cái vòng 3 của vòng 1 của mình nè. Thì vòng 1 mình độn lên thì cái đây phòng vòng vòng cái vai của mình á, nó cũng độn lên luôn, thì cái bông hồng này sẽ đứng lên vậy nè cả nhà, đẹp lắm nha cả nhà. Thôi bây giờ Nhi sẽ hướng dẫn cả nhà mình gắp sườn heo và gắp cái lai dưới vô nha. Bây giờ thì Nhi sẽ hướng dẫn cả nhà gắp sườn nha cả nhà. Thì mình giáp sườn này thì cả nhà mình giáp đều một phân cho Nhi nha. Đây ha, đây là cái lớp thân dưới nè, thân trước nè, đây là thân sau ha. Thì hai cái lớp giải này bằng nhau, và cái nách ha cũng bằng nhau, trên cái cạnh nách ha, cạnh viền cả nhà cũng bằng nhau ha. Rồi sau đó thì cả nhà mình sẽ giáp đều cho Nhi một phân ha. Đó, rồi mũi nha cả nhà. Rồi xuống dưới đây ha, thì mình để cái thân trước ha, để im vậy nghe cả nhà, dưới đây tại vì có dễ xéo á, để im thôi ha. Rồi thân sau mình cũng để im ha, hai lớp bằng nhau nha cả nhà, hai cái cạnh sườn cũng bằng nhau ha. Đây ha, mình vuốt cái bằng nhau vậy. Thì sau đó thì mình sẽ may thẳng xuống luôn ha. Gắp đều một phân đi Nhi nha. Đó. Giờ mình sẽ vịn im vậy ha. Rồi. Khi xuống tới đây ha cả nhà, mình lại mũi nha. Thế vậy thì mình sẽ gắp tiếp hai bên nha cả nhà. Còn cái chốt chắc sổ này ha, thì mình chốt nó lại luôn nha cả nhà. Cả nhà ơi, toàn bộ các thân này Nhi sổ hết luôn nha cả nhà. Đó, mình sẽ chốt lại luôn. Toàn bộ các thân này chắc sổ hết luôn nha cả nhà ơi. Sườn là eo nè, toàn mỗi sổ hết ha. Thì đây là sau khi gắp một phân đều về cả nhà, thì khi đó thì Nhi sẽ chỉ kể cả nhà mình ra xem cho cả nhà mình xem cái đường nách nè, nó rất là trùng nha, nó rất là trùng luôn ha. Vậy thì Nhi sẽ gắp tiếp với bên thứ hai nữa nha cả nhà. Rồi kế tiếp nữa thì Nhi hướng dẫn cả nhà mình may cái lai dưới nha cả nhà. Ở dưới đây là cái lai lớn ha, ở trên đây là lai nhỏ ha cả nhà. Thì cái bề phải với cái bề trái của cái lai, bề phải của cái lai lớn và bề phải rồi bề trái của cái lai nhỏ ha, mình ụp lại vào cái cạnh của cái lưng ha, cái vòng eo mình phải bằng nhau ha cả nhà, và cái trung tâm cũng bằng nhau luôn nha. Rồi sau đó thì mình sẽ lượt cho Nhi ha, đều 8 ly ha, mũi ha cả nhà. Rồi sao mình định im vậy ha cả nhà ơi, thì mình sẽ để im vậy ha, thì mình để hai cái cạnh của cái lưng vậy ha, bằng nhau, hai cái này bằng nhau ha. Thì vậy thì mình sẽ lượt đều ha, lượt đều 8 ly cho Nhi ha. Bây giờ thì tiếp tục Nhi xin hướng dẫn cả nhà mình gắp eo nha. Đây, bây giờ là cái này là thân trước, thân dưới ha cả nhà. Cái này là cái lai ha. Còn cái tiếp bên đây ha cả nhà ơi là cái eo của cái thân áo ha. Thì cái eo của cái lai và cái eo của thân áo thì mình sẽ gắp đều một phân nha cả nhà. Đây ha. Thì cái cạnh của cái tâm giữa và cái lưng ha, cái eo ha, mình sẽ để bằng nhau ha. Rồi sau đó thì mình sẽ gắp đều một phân nha. Cả nhà ơi thông cảm giùm Nhi, cái máy Nhi á nó cọc cạch, cả nhà thông cảm giùm nha. Máy này máy tự động á, cho nên là nó nghe tiếng ồn quá, cả nhà thông cảm giùm nha. Rồi sau đó thì từ cái cạnh của trung tâm này mình sẽ xích đôi lại là ngay chính giữa, thì cái làm dấu phóng này ha. Thì chính giữa của cái thân và chính giữa của cái lai ha, mình sẽ để bằng nhau vậy nha cả nhà. Rồi sau đó thì mình sẽ để dùng vô vậy ha. Thì do ở dưới là cái dây xéo ha, nó hơi có cái độ dùng xíu ha cả nhà, để mình để bằng vậy ha. Đó. Rồi sau khi để bằng vậy rồi thì mình sẽ gắp đều hết cả nhà. Mình sẽ gắp đều một phân nha. Rồi do giải này nó trơn quá, Nhi phải chỉnh cái thân áo cho nó im lại nha cả nhà. Đó, mình đây ha, mình chước phẳng im vậy ha cả nhà. Đó. Rồi sau đó thì mình sẽ gắp đều một phân vậy nha. Thì cứ vậy thì mình sẽ gắp hết nguyên cái lai này luôn nha cả nhà. Đó. Ha, mình dùng ở dưới vô nha cả nhà. Đó. Cứ vậy đó, mình gấp tới qua tới bên cái sườn bên kia luôn ha. Để tới cái sườn này ha, ngay chân cái chỗ cái sườn thì mình phải gẻ ra nha cả nhà. Mình phải gẻ ra ha. Đó. Như vậy á thì mình sẽ gấp cho hết nguyên cái áo luôn ha. Bây giờ kế tiếp Nhi sẽ hướng dẫn cả nhà mình may cái trung tâm sau nha cả nhà. Thì dây kéo thì Nhi may dây kéo này thì ý thích mỗi người nha.
Thì Nhi thì Nhi tới điểm dừng tới đây nha cả nhà. Thì dây kéo của Nhi thì nó hơi dài ha. Thì ý thích của cả mỗi người thì mỗi người muốn dây kéo dài ngắn như thế nào tùy theo ha. Thì bây giờ từ cái điểm dừng này ha, thì Nhi sẽ mang đến đây cho Nhi ha, là một phân nha cả nhà. Đó, rồi sau đó sẽ là mũi ha. Rồi, khi vừa là mũi xong rồi thì mình sẽ bắt từ cái lai ha, hai cái lai bằng nhau ha cả nhà. Rồi từ đây dịnh thẳng đây ha. Thì cứ thế vậy thì cả nhà mình sẽ gắp được một phân ha. Phải thẳng xuống lai luôn nha. Đó. Rồi dưới lai mình nhớ ha, hai cái mé mà cạnh lai bằng nhau luôn nha cả nhà, đừng cho so le nha. Tại vì cái này mình không có mai lai á, mình để xả luôn cái giác sổ cũng giống như cuốn bi nha. Cho nên là mình sẽ để bằng luôn nha. Đây ha, là sau khi Nhi mai thì cái lai nó sẽ bằng luôn về nha cả nhà. Đó. Thì kế tiếp thì cái tà thứ hai cũng giống như cái tà thứ nhất ha, thì mình cũng nói điều một phân dịnh từ cái đường gắp eo này ha, bằng nhau ha. Mình cứ thẳng xuống tới đây ha cả nhà. Đó, thẳng đây. Thì từ cái điểm dừng này thì Nhi sẽ lấy xuống ở đây khoảng chừng 5 xăng ha. Thì Nhi mai tiếp nữa nha cả nhà. Bây giờ thì Nhi sẽ hướng dẫn cả nhà mình chai dây kéo nha cả nhà. Ở đây lớp giải thân chính hay dây kéo ha. Trước khi mình mai dây kéo này thì mình phải thay chân vịt một giò ha. Và sau đó thì mình sẽ ủi cái cọng dây kéo rẽ ra về thì mình rất là dễ mai nha cả nhà. Rồi mình để cái rãnh dây kéo và cái giải ha, nó bằng nhau ha. Rồi sau đó thì mình sẽ đi tiếp về hết cả nhà, nó vừa bằng cái cây kim, nó vừa ha, vừa bằng cái rãnh dây kéo này nha. Thì như vậy thì khi mình mai á xong thành phẩm á, dây kéo nó rất là đẹp nha cả nhà. Đó. Mình mai cái này mà mình thay chân vịt một giò ha thì nó rất là đẹp nha, rất là đẹp luôn, thay chân vịt một giò nghe cả nhà. Đó, như vậy thì mình mai tới thôi ha, rất là dễ mai nha cả nhà. Cái công đoạn chai dây kéo này nó cũng rất là dễ chứ không có khó cả nhà ơi, do mình thay chân vịt thôi ha, mình thay chân vịt một giò ha. Đây ha, thì khi Nhi mai nè cả nhà nhìn nè, cái rãnh nè, cái rãnh cái cọng chỉ và cái dây kéo nó sát khịch với nhau luôn vậy ha. Thì khi mình mai ra bề phải nó vậy nè cả nhà, nó rất là đẹp như vậy nè ha. Thì như vậy thì Nhi sẽ mai cho hết nguyên cái cọng dây kéo này luôn nha cả nhà, nó cũng rất là dễ mai ha. Đó, mình ra chợ mình mua cái dung dịch một giò vậy nè cả nhà, về mình mai ha, rất là dễ nha. Đây cả nhà ơi, thì sau cùng thì Nhi cũng đã mai xong và ủi xong chiếc đầm đây cả nhà. Đây quá trời dễ thương luôn ha cả nhà. Đó, đây là dưới đây là cái lai này ha, lai hai tầng nha cả nhà, dễ xéo nha cả nhà. Đó, ở trên kia này ha là cái ship ly trên ngực ha cả nhà, và cái bèo ha. Đó, nhìn rất là dễ thương luôn cả nhà, để Nhi quay sát xuống cho cả nhà mình tham khảo về cái kiểu dáng của chiếc áo này ha. Đây ha cả nhà, đây là cái phần lai ha, thì cả nhà thấy phần lai có dễ xéo không, nó giận vậy nè cả nhà, rất là đẹp ha, giống như cái giận sóng vậy ha cả nhà. Nó giận như khi mình mặc vô thì đây nó đổ xuống ha, rất là đẹp nha cả nhà, nó đổ theo cái vòng lai rất là đẹp nha. Đó, thấy nó giận không cả nhà. Còn phần trên đây cũng vậy ha, cái lai thứ hai ha. Đó, cái lai thứ hai nó cũng giận nha ha cả nhà, rãnh đều vậy cả nhà, nó rất là đẹp luôn. Đó, cái này là giải masculine đó cả nhà, nó rất là mỏng luôn á cả nhà ơi. Cho nên là mai những cái tà dễ xéo vậy nè, nó sẽ cái lai áo nó rất là đẹp. Còn ở trên đây ha là cái phần trang trí của thân trước nè cả nhà. Đó, trang trí này ha, đường trang trí ha, bên đây đường ben ha. Đây là đặc biệt cái này nè cả nhà, đặc biệt cái này là cái bèo nè cả nhà, cái bèo rất là đẹp nha. Đó, cái bèo rất là đẹp luôn, giống như cái hoa hồng ha cả nhà, khi mặc cho người đẹp lắm nha cả nhà. Thì cái clip này thì Nhi hướng dẫn mai ha và gáp thành phẩm thôi. Thì clip sau thì Nhi sẽ mặc thử và Nhi sẽ cho cả nhà mình tham khảo cái kiểu dáng chiếc đầm này ha. Ở bên này cái nách nè cả nhà, cái nách sau khi Nhi may viền xong và ủi xong mà rất là đẹp luôn cả nhà. Cổ nè, đó, cái cổ này của trái tim nằm qua một bên nha cả nhà, nó không nằm qua ngay giữa nha, nó không nằm ngay giữa nha cả nhà. Cái áo này cái cổ trái tim nằm qua một bên. Đó, cái này là form dáng sau khi Nhi may rồi và Nhi ủi ha, và Nhi để nằm xuống cho cả nhà mình tham khảo ha. Thì để Nhi sẽ máng lên cho cả nhà mình tham khảo cái chiếc đầm này nghe cả nhà. Ôi Nhi ưng ý đầm này quá trời luôn cả nhà, thấy cưng quá. Đó, rất là sang luôn, rất là đẹp luôn cả nhà. Bây giờ để Nhi máng lên cho cả nhà mình tham khảo ha. Đây ha cả nhà, sau khi Nhi máng lên thử cho cả nhà mình xem, nhìn cái lai nè. Đó, cái lai nó rủ xuống nè cả nhà, thấy không, có con như nè cả nhà, rất là tuyệt vời cả nhà, rất là đẹp luôn á cả nhà. Đó, cái phần lai nè, ôi ưng ý phần lai ghê luôn cả nhà ha, rất là đẹp luôn á nhà ơi. Đó, sao thành quả rồi Nhi cũng rất là ưng ý ha cả nhà. Bây giờ Nhi sẽ quay xích lên cho cả nhà mình xem tham khảo cái phần trên ha. Đây là phần trên đây. Đó, phần trên nè, đó cả nhà nhìn cái bèo kìa.
Ôi quá trời tuyệt vời luôn cả nhà ơi. Cái áo này Di mặc vô là rất là tuyệt vời nha. Đó, đẹp lắm cả nhà. Đây ha, Nhi sẽ quay cho cả nhà mình tham khảo ha. Đó, nhìn cái bèo nè. Sau khi cái bèo may vô rồi thì sẽ đứng lên vậy cả nhà. À, nó không có gủ nha. Tại vì mình có cái phần đỡ của cái dành của cái bèo á. Cho nên là nó không có gủ xuống đâu ha cả nhà. Nó đứng vậy luôn á. Nhìn sang lắm cả nhà ơi. Đó, thì cái sau cùng thành quả cũng đã xong rồi cả nhà ha. Vậy thôi, Nhi xin kết thúc video đây nha cả nhà. Cả nhà xem nhớ cho Nhi xin một like, một đăng ký, một chia sẻ nha cả nhà. Để Nhi có động lực Nhi làm nhiều clip hay nhiều video đẹp cả nhà mình xem nha. Bye bye, chào cả nhà.